Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, các tỉnh Nam Bộ sẽ bắt đầu đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm 2024 với số điểm nắng nóng chiếm quá 2/3 khu vực. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này sẽ còn duy trì liên tục trong nhiều ngày tới. Nắng nóng sẽ bao trùm tất cả các tỉnh miền Đông với mức nhiệt cao là từ 36 đến 37 độ. Còn ở miền Tây thì số điểm từ 35 đến 36 độ cũng xuất hiện ở Long An, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang. Chỉ còn Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau, Trà Vinh nhiệt độ là từ 33 đến 34 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 50%, trời sẽ rất khô nóng. Nắng nóng đã kéo dài còn tiếp tục gia tăng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Do đó quý vị cần hết sức lưu ý đề phòng. Với Tây Nguyên, ngày hôm nay trời ít mây, nắng sớm, thời gian nắng kéo dài nên mức nhiệt cũng duy trì cao từ 32 cho đến 35 độ. Nắng nóng xảy ra cục bộ ở các điểm như Ajunpa, Đắk Nông, Cát Tiên với nhiệt độ cao là 36 độ. Trở ra miền Bắc, sáng ngày hôm nay các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời vẫn nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Đến khoảng trưa chiều, khi vùng áp thấp phía Tây đẩy lui gió đông nam ẩm ra ngoài biển thì mưa dứt, khả năng được hưởng nắng, nền nhiệt cao nhất là từ 27 cho đến 30 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Bắc, khu vực Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình chịu tác động trực tiếp của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây nên có nắng sớm, mức nhiệt trưa chiều nay cao từ 30 cho đến 34 độ, riêng Lào Cai, Điện Biên có nắng nóng cục bộ từ 35 đến 36 độ. Trên biển, đáng lưu ý là hiện tượng sương mù ở khu vực Vịnh Bắc Bộ trong sáng sớm nay khiến tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km trong sương mù. Còn tại hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết ổn định, tạnh giáo, gió từ cấp 3 đến cấp 4, tầm nhìn xa thoáng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của chúng tôi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.